Không sợ rắn à? Biết này rồi. Anh chưa biết rắn là cái gì này, chưa sợ. Rồi, chuyện nào tiếp nào? À, anh cu Ben này có đồ chơi mới à? Cu Ben ơi, đồ chơi mới cho bạn xem nào. Bạn đã có đồ mới rồi nào. Ủa, tốt đây luôn à? Cháu này cái đồ chơi mới gì mà hay thế này nhỉ? Khá là Buldoser à các bạn? Đấy, gì đấy con? Con gì đấy? Nói con gì đấy? Con gì đấy em? À, đây chị Đào nó đi cào đấy con, có chị không nào? Con gì đấy? À thôi chị Đào đi. Anh cu này không biết sợ là cái gì các bạn, chưa đến tuổi biết sợ. Các bạn Hiền đào tiếp đôi cát lên. Wow các bạn ơi, một con khủng long màu cam này. Wow, một con khủng long nữa, đây cho Ben đi. Đã cầm khủng long đấy con. Em cầm hai con luôn. Con chi đó, nói là con chi đó. Con chi á? Con chi nhỉ? Con gì đây em? Em xấu hổ. Rồi, Hiền đào tiếp đi. Đào bút cát cao lên nhá, nhiệm vụ của Hiền đây là bút cát này cao lên. Wow, em ơi, con rắn này, con rắn này, con gì á, con gì á, rắn, rắn, con sợ rắn à? Quên này rồi. Bây giờ biết rắn này thì mình chưa sợ. Rồi, thế nào tiếp nào? Wow, các bạn ơi, mình đào được con thần lằn này. Wow, nhà đào con thần lằn Ben ơi. Ơi, con thằng lằn nè. Alo, thằng lằn này. Con này, sợ không? Có thằng lằn không? Không sợ luôn. Em là nhỏ nên em chưa biết sợ là cái gì cả. Đây đi. Oh. Các bạn nhìn em vừa bé Hiền em Ben này. Chơi nhiệt tình lắm. Đang múc và đang đào mà. Điều đây thì mấy múc rất là to mà chị đang còn đào đống cát này. Ô chà, con đập ô tô thế á? Con đổ cát lên xe ô tô chưa? Ben đổ cát lên xe ô tô chưa? Wow, Hiền đào được cái gì đó? Wow, ô tô Ben này lấy đi coi. Xe ô tô kìa. Chị cho kìa. Cho ô tô Ben có lại lấy không? Ui, Ben hút hay nha. Ui, con múc đầu đi. Ờ, để em cần nó quay, em chưa múc được. Lắm ơi, Ben ơi. À, con đang múc ra. Con mang máy ủi, con đi ủi cát cho chị Hiền đi. À, Hiền đang cầm máy gì đấy? Mình đang cầm máy múc. Con mang máy ủi, con ủi cho chị đi. Máy ủi đâu, máy ủi đây này. Đấy, ủi đi. Đúng rồi. Ô. Rồi, Ben ủi đi, đúng rồi. Wow, đúng rồi, Ben đuổi đi. Ben đuổi cá đi nhá. Kéo mỏng, Ben múc đi. Wow, bạn đuổi hay lắm các bạn ạ. Ôi trời, hay nhờ. Em chơi thích không? Wow. Em đuổi cá cho chị đi. Em Ben đuổi cá đi. Em biết đuổi cá chưa? Hả? Rồi cho máy múc xuống này. Đi một vòng xuống này, từ lên đỉnh xuống này. Cụp đầu gầu lên mà đi. Đúng rồi. Về chỗ em Ben đi. Trái nhà. Trái nhà. Đó, không lạ đấy. Rồi thì lấy máy múc cạt đi. Ủi cạt đi. Cạt trong cát cao lên. Giờ máy ủi này làm việc đúng chức năng của nó. Đâu, Ben lấy con rắn cho các bạn xem nào. Wow, đúng rồi. Cũng là con rắn của nhựa. Rắn đồ chơi nhá. Rắn thật là không được cầm như thế đâu. Nguy hiểm nhá. Rồi, khủng long đâu? Khủng long đâu? Trời, cái túm của con này. Wow, khủng long đấy, đúng rồi. Có biết múc không? À, chúng ta xem bạn đã 2 tuổi, bạn có biết múc cát của ô tô không nào? Bạn học các bạn ở trên YouTube đấy. Wow, giỏi quá. Em có lấy bánh múc to này em dùng không? Múc to này dùng hay múc nhỏ thôi. Rồi, đổ cát đi nào. Mang xe Ben đổ cát nào. Wow, em giỏi nhá. Rồi. Bây giờ hôm nay thì Hiền có một bộ đồ chơi hàng cát rồi nha. Và nhận để cho em chơi đó là một cái máy múc hàng cát và Buldoser và một cái máy gì đây. Máy ủi. Rồi. chị em chào các bạn đây. Sẽ giới thiệu các bạn video mới, đồ chơi mới tiếp lần sau nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho bé Hiền để xem video mới, bóc đồ chơi mới. Rồi chào các bạn đây nào, hai bạn chào nào. Bé chào các bạn nào. Bye 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 bye.